Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ sáu ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao phía Nam tiếp tục đưa ra những định hướng giải pháp hợp tác cùng phát triển, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Du khách đến Lâm Đồng nhiều nhất so với các tỉnh Tây Nguyên. Trên 110 vận động viên đến từ 13 đoàn toàn quốc tham dự giải vô địch thể hình nam trẻ, nam cổ điển và vô địch nữ fitness quốc gia năm 2017. Ngành nông nghiệp xuất siêu 4 tỷ đô la Mỹ sau 7 tháng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố công cụ hỗ trợ tài chính không sử dụng tiền. Tuổi trẻ Lâm Đồng cùng chung tay vì một màu xanh của quê hương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 7 tại thành phố Đà Lạt, câu lạc bộ ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kỹ thuật, khu công nghệ cao các tỉnh thành phố phía Nam đã tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 6 năm 2017. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện một số bộ ban ngành trung ương, địa phương và 39 ban quản lý các khu công nghiệp, khu vực phía Nam đã tham dự. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết số 19 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Theo đó, câu lạc bộ các ban quản lý các khu công nghiệp phía Nam đã chủ động phối hợp với các sở ban ngành địa phương tổ chức nhiều hoạt động về quản lý nhà nước, gặp mặt nhà đầu tư, đối thoại trực tiếp để thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kỹ thuật, khu công nghệ cao nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời phối hợp với các sở ngành thông qua các chương trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Định kỳ thường xuyên rà soát cập nhật thông tin về quỹ đất, giá thuế đất, phí sử dụng hạ tầng, các lô đất trong các khu công nghiệp về vị trí diện tích đất trống, lĩnh vực đầu tư, để các nhà đầu tư tham khảo trước khi quyết định đầu tư. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến tham luận của đại diện các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam, cũng như các nhà đầu tư và đại diện các bộ ngành trung ương về thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư. Đối với tỉnh Lâm Đồng, ngành công nghiệp chưa phải là ngành kinh tế chủ lực, tuy nhiên được sự quan tâm đầu tư thúc đẩy phát triển, nên đã đạt được những kết quả khả quan. Trong 6 tháng 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 64% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 278 triệu đô la, tăng 50,6% so với kế hoạch, tăng 36,4% so với cùng kỳ. Trên địa bàn tỉnh hiện có hai khu công nghiệp Phú Hội và Lộc Sơn, cùng một số cụm công nghiệp và nhiều nhà máy thủy điện lớn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp các đại biểu trong câu lạc bộ các khu công nghiệp của khu vực phía Nam về tham dự hội nghị và mong muốn thông qua hội nghị này sẽ được lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi từ lãnh đạo các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc mà tập trung nhất là nguồn vốn. Trên cơ sở đó, tiếp tục đưa ra những định hướng giải pháp hợp tác cùng phát triển. Đồng thời kiến nghị các bộ ngành trung ương đóng góp hoàn thiện chính sách phù hợp với nhu cầu phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay. Dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua cấp bộ cho 3 tập thể gồm Ban Quản lý Khu công nghiệp Lâm Đồng, Ban Quản lý Khu công nghiệp Bến Tre và Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Dương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 9 nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Hội nghị với sự tham gia của đại diện các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong toàn tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 268 tổ hợp tác với trên 5.000 thành viên, hai liên hiệp hợp tác xã với 134 hợp tác xã thành viên, 220 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, công thương, dịch vụ du lịch, giao thông vận tải, quỹ tín dụng nhân dân, v.v. Nhìn chung, các mô hình kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã đã có sự phát triển nhất định, đóng góp vào nền kinh tế xã hội của địa phương.
Hoạt động hợp tác xã trên các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, giao thông, xây dựng, tín dụng, du lịch dịch vụ đã chú trọng đến việc liên kết, hợp tác cả về tổ chức nội dung và phương thức hoạt động theo chiều sâu, đảm bảo tính bền vững. Đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết mới, như liên kết giữa tổ hợp tác với hợp tác xã ở những hợp tác xã có quy mô lớn về tiêu thụ nông sản như hợp tác xã Anh Đào ở thành phố Đà Lạt, hợp tác xã Tiến Huy ở huyện Đức Trọng hay một số hợp tác xã ở huyện Đơn Dương, Lạc Dương. Những mô hình liên kết này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm cũng như tạo uy tín cho nông sản. Ngoài ra, còn giải quyết cho hàng trăm lao động tại các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế, thì hoạt động của các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã vẫn còn những hạn chế, như quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng hóa của các hộ thành viên, vốn tự có của các hợp tác xã còn thấp, có huy động ở các thành viên, và hợp tác xã có huy động vốn từ các quỹ tín dụng, v.v. Trong những tháng cuối năm 2017, Liên minh các hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng sẽ phấn đấu thành lập mới 18 hợp tác xã, triển khai xây dựng 2 mô hình hợp tác xã, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý các hợp tác xã và tiếp tục giải ngân cho các hợp tác xã đủ điều kiện vay vốn, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Sáng nay tại Đà Lạt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, quận, huyện. Trên 60 đại biểu thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu được trao đổi tìm hiểu một số nội dung về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, quận, huyện, một số công cụ hiệu quả để cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh, những mô hình phù hợp cho từng địa phương, tác động của việc triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh, những lưu ý về phương pháp thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh từ kinh nghiệm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong triển khai và hỗ trợ các địa phương, kinh nghiệm của một số tỉnh Tuyên Quang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh về cải thiện môi trường kinh doanh, v.v. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các địa phương nắm bắt những kiến thức cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục các vấn đề then chốt trong kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, đồng thời giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan triển khai thành các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm theo đúng quy định. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu lai tạo các giống rau hoa, hoàn thiện các quy trình sản xuất giống, từng bước chủ động sản xuất các nguồn giống canh tác chính, đảm bảo năng suất chất lượng và có bản quyền. Chuẩn hóa quy trình canh tác theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để canh tác, kiểm soát dịch hại cho sản phẩm rau hoa. Trong quá trình canh tác, cần hạn chế ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính, tận dụng có hiệu quả phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ và nông sản sạch, nhằm nâng cao giá trị cho các sản phẩm đặc thù của địa phương. Trong khâu thu hoạch, cần sơ chế, bảo quản nhằm giảm thất thoát, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu thiết lập các hệ thống thu thập thông tin, dự báo thị trường và định hướng trong hoạt động sản xuất rau hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nghiên cứu các loại mô hình liên kết sản xuất, liên kết tiêu thụ gắn với các trung tâm xử lý sau thu hoạch và chứng nhận sử dụng thương hiệu Đà Lạt. Các vấn đề về quản lý nguồn gốc sản phẩm, nghiên cứu các phương thức, chính sách hỗ trợ đào tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ, canh tác hữu cơ cho nông dân và tổ chức liên kết sản xuất theo làng nghề, tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức cho nông dân, người tiêu dùng về sản xuất, chế biến, tiêu dùng sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe, thay đổi các phương thức sản xuất còn lạc hậu. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có đến 80% người dân làm nghề trồng rau nuôi tầm. Thời gian trở lại đây, nhờ giá kén ổn định đã đem lại niềm vui và sự phấn khởi của nhiều hộ dân ở thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Ngoài việc duy trì đều đặn diện tích trồng rau, người dân nơi đây còn chú trọng nâng cao chất lượng kén tầm để cung cấp cho thị trường. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tầm hơn chục năm nay, bà Nguyễn Thị Xuyến, ngụ tại thôn Đông Anh Ba, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, phấn khởi cho biết, thời gian trở lại đây, nhờ giá kén tương đối ổn định trong thời gian dài, đã giúp gia đình bà cũng như những nông hộ xung quanh cảm thấy yên tâm với nghề ăn cơm đứng. Song để nâng cao chất lượng kén tầm, đáp ứng nhu cầu của thị trường,
Bà không mở rộng diện tích trồng dâu nhưng lại quan tâm đến kỹ thuật chăm sóc. Khác với trước đây là nuôi tằm trên nong dễ làm cho tằm bị dập khi gỡ, chất lượng thấp, thì nay bà lại nuôi tằm trên sàn và trên lưới. Cách làm này đã giúp bà thu được kén cứng, không dập, giá thu mua cũng cao hơn, từ 3 đến 4 ngàn đồng một ký. Cô cứ chuyển đổi từ cây là bé xong rồi sang cái cây dâu Trung Quốc. Nhưng bây giờ là quay ra là nuôi dâu siêu cảnh. Cái này thì của cô là tháng rưỡi một lứa. Một lứa thì là được ổ rưỡi. Ổ rưỡi ví dụ như là mình nuôi đạt thì được hơn 60 cân, 65 cân một ổ rưỡi. Hơn 40 cân bây giờ là cô gọi là 45 cân một ổ là nuôi đạt. Thế còn là hơn 60 cân. Đấy, còn nếu mà nói chung là nuôi cái tằm này thì thu nhập hàng tháng nó đỡ. Cũng gắn với nghề trồng dâu nuôi tằm lâu năm ở địa phương, bà Dương Thị Tuyên ở thôn Đông Anh 5, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà cũng thường xuyên nuôi đều đặn từ 2 đến 3 hộp mỗi tháng. Từ những kinh nghiệm được rút tỉa từ nhiều năm, theo bà Dương Thị Tuyên, muốn kén thu được đạt chất lượng cao thì khâu đầu tiên là phải lựa chọn chất lượng tằm con. Tiếp đó là phương pháp chăm sóc, giữ vệ sinh, cung cấp lượng thức ăn cho tằm cũng như kỹ thuật lên né. Để tằm thưa ra cho ăn đúng bữa, nhiều bữa thì tằm lúc nào nó to. Không thì cứ tằm nó to, tằm nó đẹp là kén đẹp hết. Không có giá như thế này thì là người dân đỡ vừa. Chứ còn nếu mà giá mà cứ dưới 100 với 100 thì cũng thấy cũng hơi khó khăn. Để cùng người dân nâng cao chất lượng kén tằm, Hội Nông Dân thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà cũng thường xuyên đồng hành hỗ trợ người dân trong khâu tập huấn, nâng cao kỹ thuật nuôi tằm. Người có kinh nghiệm lại chia sẻ thông tin kỹ thuật với người nuôi chưa hiệu quả. Từ đó mà nghề trồng dâu nuôi tằm ở địa phương được bà con trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Nhờ đó mà sản lượng và chất lượng kén tằm của Nam Bang ngày càng đạt chất lượng và được thị trường đánh giá cao. Đối với cây dâu tằm trên địa bàn thì rất là thuận lợi, đặc biệt cái giá cả kém trong một năm lại gần đây. Đâm ra cái chất lượng mưa nó ít hơn. Theo tôi thì tôi đánh giá là cái biến đổi khí hậu thì rất là khó với những cây trồng khác. Nhưng đối với cây dâu tằm thì nó rất là thuận lợi, nó không diễn ra như mưa dầm như với ngoại năm khác. Thì thấy cái đâm ra cái nghề dâu tằm tư thì sẽ tôi thấy phát triển rất là thuận lợi trong mấy năm nay. Thế là một, thứ hai nữa thì dừng bằng những cái giống dâu mới, bằng những cái giống tằm mới, giống dâu mới và những cái sau thu hoạch, nhất là cái ném mới, thì hiện nay bà con đã đem được cái hiệu quả, cái chất lượng kén hơn trước rõ rệt rất là nhiều. Theo thống kê, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà hiện có đến 80% hộ dân làm nghề trồng dâu nuôi tằm, và hiện đã có 2 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống, đó là Đông Anh 3 và Đông Anh 5. Hiểu được giá trị của làng nghề mang lại, người dân Nam Bang đã ngày càng chú trọng quan tâm đến khâu kỹ thuật chăm sóc để nâng cao chất lượng giá kén. Cũng từ yếu tố này đã giúp người dân trồng dâu ổn định diện tích và phát triển kinh tế từ cây dâu, con tằm. Du khách đến Lâm Đồng nhiều nhất so với các tỉnh Tây Nguyên. Trên 110 vận động viên đến từ 13 đoàn toàn quốc tham dự giải vô địch thể hình nam trẻ, nam cổ điển và vô địch nữ fitness quốc gia năm 2017. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thông tin trên lĩnh vực văn hóa, du lịch. Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, từ đầu năm 2017 đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã thu hút trên 3,8 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016. Lâm Đồng vẫn là địa phương có lượng du khách đến nhiều nhất so với các tỉnh Tây Nguyên, chiếm 78% so với toàn vùng. Trong đó, khách du lịch trong nước đến các tỉnh Tây Nguyên tăng 6,6%, khách quốc tế tăng 2,4%. Riêng lượng du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt trên 2,95 triệu lượt, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 204.000 lượt, cao nhất các tỉnh trong khu vực. Phát huy thế mạnh của thiên nhiên ưu đãi, các tỉnh Tây Nguyên đã xây dựng các sản phẩm du lịch gắn liền với gành thác nước, hồ đập, đồi núi, nông nghiệp hữu cơ, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Các tỉnh Tây Nguyên cũng đầu tư xây dựng các khu điểm du lịch cũng như hệ thống giao thông thuận tiện phục vụ tốt yêu cầu đi lại của khách du lịch, đồng thời đẩy mạnh công tác hoạt động quảng bá du lịch theo hướng xã hội hóa, tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hãng thông tấn trong ngoài nước, kết hợp với quảng cáo trên các chuyến bay quốc tế trong nước, nhằm thu hút ngày càng đông khách du lịch đến với Tây Nguyên. Tuy nhiên, theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, việc thu hút khách du lịch cũng như doanh thu từ du lịch vẫn còn thấp so với yêu cầu
tiềm năng thế mạnh của vùng. Vì vậy, các tỉnh Tây Nguyên cần nghiên cứu tăng thêm các sản phẩm du lịch mới lạ trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp, văn hóa, nghệ thuật của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tổ chức liên kết vùng, liên kết khu vực, nhằm góp phần thu hút đông đảo khách du lịch trong ngoài nước đến Tây Nguyên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhằm đẩy mạnh loại hình du lịch canh nông đang thu hút nhiều du khách khi đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. Sở đã xây dựng hai mô hình du lịch nông nghiệp, tuyến điểm và một điểm dừng, nhằm làm phong phú đa dạng các loại hình du lịch dịch vụ để phục vụ du khách. Theo đó, tiêu chí để công nhận là mô hình du lịch nông nghiệp tuyến điểm thì các tổ chức cá nhân phải có chuỗi liên kết giữa các nhà vườn với các tuyến du lịch, trong đó phải đảm bảo diện tích trồng trọt phục vụ cho việc tham quan và trải nghiệm, có không gian xanh, có hệ thống giao thông kết nối các điểm trong tuyến, có dịch vụ đảm bảo nhu cầu ăn uống, giá cả phù hợp và đáp ứng đầy đủ về nguồn nhân lực và các hạ tầng kỹ thuật. Riêng mô hình du lịch nông nghiệp một điểm dừng phải cung cấp đầy đủ các hoạt động trải nghiệm cho du khách như khu trồng trọt, trưng bày sản phẩm phải đặc thù, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đội ngũ hướng dẫn viên nhiệt tình, thân thiện, có bảng niêm yết giá công khai. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, mẹ luôn là biểu tượng cao quý trong lòng mỗi người con. Và mẹ Việt Nam anh hùng càng cao quý, đáng kính hơn lúc nào hết. Bởi đó là mẹ của cả dân tộc anh hùng. Dù thời tiến hay thời bình, sự yêu kính dành cho những người mẹ đã đang và sẽ là bài ca đẹp mà xã hội đang viết tiếp vào trang sử. Những ngày tháng 7 này, những trang sử đó càng dài thêm hơn, ấm áp hơn với nhiều tấm lòng, nhiều sự sẻ chia và nhiều việc làm ý nghĩa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ hơn về điều này. Những năm tháng chiến tranh giải phóng, rất nhiều người mẹ Việt Nam anh hùng đã không ngại gian nguy, đào hầm nuôi dấu cán bộ, bị địch bắt, giam cầm, tra tấn dã man. Nhưng các mẹ vẫn kiên cường đối mặt với quân thù. Mẹ tiễn chồng tiễn con ra trận và mòn mỏi đợi chờ đau khổ đến mức không còn nước mắt để mà khóc khi những người thân yêu nhất của mình mãi mãi ra đi không trở lại. Đảm đang tạo tần làm đủ một đời, giúp chồng nuôi con, nuôi bộ đội đánh giặc. Đó là những bà mẹ Việt Nam anh hùng của chúng ta, những người có công sinh thành dưỡng dục và hiến dâng cho dân tộc lớp lớp các thế hệ anh hùng. Sáu người con trai lên đường bảo vệ tổ quốc tại chiến trường Đà Nẵng, nay chỉ còn một người sống sót. Thậm chí chỉ trong một tháng ngắn ngủi, mẹ phải nhận cùng một lúc tin hai người con thân yêu đã không thể trở về với vòng tay mẹ nữa. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được những đau thương và mất mát của mẹ Phạm Thị Nhược, trú tại thành phố Bảo Lộc. Thế nhưng khi đất nước chưa một ngày được giải phóng, hòa bình còn chưa được lập lại trên mảnh đất hình chữ S này, mẹ vẫn động viên các con lên đường vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Tự hồ đi xung phong đi chứ không có lấu lén hết á. Anh đi dù êm, Úc đi cũng đi hết rồi. Tôi bò cũng đi chứ không có đi hết cả gia đình. Gia đình cách mạng không. Còn có người dò thì cũng đi qua làm giữa pháo về lần. Cái chính sách nhà nước ưu đãi thì có hết đầy đủ, không thiếu cái gì. Nhưng mà gia đình, như cảm xúc của bà già là thường hay nói là trống vắng. Có những lúc như lễ lộc rồi những lúc Tết, từ đó là con cái thấy người ta về, các nơi địa phương gia đình khác có đầy đủ, mà riêng mẹ thì thấy cũng vẫn còn cô đơn nhiều hơn. Tận mắt chứng kiến những lầm than và đau thương mà chiến tranh gây nên, chính vì vậy mẹ Nguyễn Thị Nhất ở xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt có ba con là liệt sĩ, luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Những đứa con sinh ra trong hòa bình sẽ trân trọng công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Từ đó, không ngừng nỗ lực học tập, từng bước kiến thiết đất nước để có thể sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Giờ là có tuổi trẻ là của rừng cột của đất nước. Thì nhờ từ thanh niên, mà các con là đâu khó có thanh niên, đâu cần thanh niên có. Thì bây giờ là các con là để xây dựng đất nước, để giữ nước. Thì vua Hùng mới là giữ nước thì
bắt cá dừng nước, bắt cá cà giữ nước, thì bây giờ đó con là cháu là con phải giữ nước để sau này là tồn tại sao cho có đời sau nữa. Đi suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, người mẹ Việt Nam đã gánh cả nỗi đau trên đôi vai gầy yếu của mình. Như nhà thơ Tố Hữu đã viết, biết hy sinh mà chẳng nói nhiều lời. Những người mẹ Việt Nam đã chắc chiêu nuôi dưỡng biết bao thế hệ anh hùng để ngày hôm nay những trang lịch sử mãi sáng tươi niềm tự hào, tự tôn của một dân tộc không hề khuất phục trước mọi gian nguy. Cũng bởi từ ý chí và tấm gương của những người mẹ mà tuổi trẻ hôm nay dù không tận mắt chứng kiến những đau thương mất mát trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, nhưng đều hiểu rằng cái giá của cuộc sống bình yên đang có là sự hy sinh của nhiều thế hệ đi trước, là những nỗi đau, sự mất mát lớn lao của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện tỉnh Lâm Đồng có gần 300 mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng chỉ còn 36 mẹ còn sống. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng luôn được địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên. Mỗi người một việc làm thiết thực, cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể chính trị, xã hội, cơ quan doanh nghiệp đã có những hoạt động thể hiện tấm lòng tri ân, uống nước nhớ nguồn. Ở cái độ tuổi mà 14, 15 mà cũng như em như vậy á, là phải có một ý chí rất là quyết tâm và kiên cường là muốn độc lập tự do cho Tổ quốc, thì chị mới ra đi và bỏ lại người mẹ của mình là một đứa con gái. Chắc là trong tâm trạng cũng rất là buồn. Với chúng em hôm nay thì một cái hành động thiết thực nhất và rõ ràng nhất đó chính là cống hiến hết sức trẻ của mình cho sự nghiệp của đất nước để đền đáp những công ơn mà sự hy sinh của những người đã hy sinh vì đất nước. Bản thân là một thầy thuốc trẻ cũng như bao thầy thuốc khác, chúng tôi cũng là nguyện đem sức trẻ của mình để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, và trong đó có những đối tượng là gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng, cũng là cũng nguyện đem hết những cái sức lực của mình để thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho các mẹ được ngày một khỏe mạnh hơn, để cống hiến một cái phần để đáp ơn tri ân các mẹ và các gia đình chính sách đã có cái cống hiến để cho giành độc lập và tự do của dân tộc cho ngày hôm nay. Trong cái tháng 7 này là cái tháng mà tất cả người dân cũng như các cấp các ngành hướng về những cái người mà đã hy sinh vì đất nước, và đặc biệt là chúng ta phải có cái trách nhiệm với bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thì với cái mục đích và ý nghĩa như vậy thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cũng đã có những cái hoạt động để hướng về ngày thương binh liệt sĩ. Thì chúng tôi đã chỉ đạo cho các cấp hội tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công cách mạng và đặc biệt là các gia đình có bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mong muốn rằng là các bà mẹ Việt Nam anh hùng có nhiều sức khỏe và sống lâu hơn với con cháu. Cuộc chiến đã lùi xa, nhưng mẹ vẫn đau nỗi đau xé lòng, sống những kỷ niệm không phai của những người thân yêu nhất. Các mẹ đều hiểu được cái giá của độc lập tự do. Các mẹ luôn tự động viên mình trước những mất mát hy sinh, trước những nỗi đau trải dài suốt cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Những hy sinh thầm lặng vĩ đại của các mẹ đã góp phần làm nên những trang lịch sử vàng chói lọi của dân tộc ta. Cuộc đời và sự cống hiến của các mẹ mãi mãi là bản hùng ca bất diệt trường tồn cùng đất nước. Tiếp tục chương trình là một vài tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực. Sáng ngày 28 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu chức sắc hệ phái Tin Lành nhằm lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị về tình hình tổ chức hoạt động của các chức sắc tín đồ của các hệ phái Tin Lành. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và kết quả công tác mặt trận. Đối với các hệ phái Tin Lành, từ đầu năm đến nay, các hoạt động sinh hoạt tôn giáo diễn ra để tuân thủ theo đúng pháp luật. Các chức sắc luôn nhắc nhở bà con giáo dân về việc trách nhiệm của một số công dân sống phúc âm, xây dựng đời sống khu dân cư văn hóa. Đồng thời động viên bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước được phát động. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và kiến nghị các ý kiến xung quanh các hướng giải quyết vấn đề kinh tế cho bà con đồng bào dân tộc theo đạo Tin Lành, tránh tình trạng du canh du cư, từ đó giảm nạn phá rừng,
vấn đề các tệ nạn xã hội do ảnh hưởng đến giới trẻ tại các hệ phái thuộc xã Tà Năng, xã Đà Loan, xã Đà Quynh, huyện Đức Trọng. Cần tạo điều kiện để bà con giáo dân có nơi sinh hoạt tôn giáo, đồng thời hỗ trợ xây và sửa chữa các cơ sở sinh hoạt tôn giáo đã xuống cấp hoặc không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Các vấn đề về phong tục tập quán cũng được nêu lên, như đề nghị phòng tư pháp xã cung cấp giấy chứng nhận kết hôn cho các trường hợp kết hôn cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc, thực hiện tuyên truyền để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, các lễ nghi trong cưới hỏi ma chay cần được tiết kiệm hơn. Tối hôm qua 27 tháng 7 tại thành phố Đà Lạt, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Thể hình Cử tạ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã khai mạc giải vô địch thể hình nam trẻ, nam cổ điển và vô địch nữ fitness quốc gia năm 2017. Tham dự giải có trên 110 vận động viên đến từ 13 đoàn trên toàn quốc tham gia tranh tài ở 19 nội dung của nam và nữ ở 6 hạng cân từ 55kg đến 75kg để tranh tài 19 bộ huy chương. Năm nay các đoàn có sự chuẩn bị khá chu đáo về lực lượng cũng như chất lượng các vận động viên, hứa hẹn sẽ mang đến cho giải đấu sự hấp dẫn kịch tính trong việc cạnh tranh huy chương. Thông qua giải lần này, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi để các vận động viên thể hình được gặp gỡ, giao lưu, thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời là bước đệm để Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Thể hình Cử tạ Việt Nam tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu, bổ sung cho đội tuyển quốc gia, nhằm tập luyện chuẩn bị cho các giải vô địch thể hình quốc tế trong thời gian tới. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và thế giới. Ngành nông nghiệp xuất siêu 4 tỷ đô la Mỹ sau 7 tháng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố công cụ hỗ trợ tài chính không sử dụng tiền. Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 7 năm 2017 ước đạt 3,11 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2017 đạt 20,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,89 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 4,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,5%. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,41 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,8%. Ở chiều nhập khẩu, tổng giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản trong tháng 7 năm 2017 ước đạt 2,53 tỷ đô la Mỹ, đưa giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 7 tháng đầu năm đạt 16,42 tỷ đô la Mỹ. Tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 7 tháng qua, ngành nông nghiệp xuất siêu là 4,03 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, 7 tháng đầu năm nay xuất siêu giảm 460 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng năm cứ vào dịp tháng 6, tháng 7, nghề đan lợp cua ở thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp lại bắt đầu nhộn nhịp để phục vụ cho mùa nước nổi. Năm nay, người làm nghề nơi đây rất khấp khởi vì hàng được tiêu thụ mạnh, mang lại nguồn thu nhập khá. Anh Nguyễn Hoài Thanh nối nghiệp gia đình có truyền thống gần 17 năm làm nghề ở xã Bình Thạnh chia sẻ. Do mất nhiều công đoạn nên mỗi ngày một người chỉ làm được từ khoảng 3 đến 4 cái lợp. Hiện tại mỗi ngày gia đình anh phải thuê thêm 5 thợ chính để cung ứng đơn đặt hàng, dao động từ 200 đến 300 cái một ngày. Làm đợt này cũng được khá lâu, khoảng 15-17 năm rồi. Phát triển thì nó cũng ổn định mùa nước, giúp gia đình nó cũng đủ ăn, đủ xài, cũng khấm khá được chút. Là nghề sản xuất quanh năm, nhưng tập trung cao điểm nhất là vào đầu mùa lũ. Riêng năm nay, nhu cầu thị trường tăng khoảng 50% so với năm 2016. Mặc dù đã sản xuất dự trù từ 3 đến 4 tháng trước đó, nhưng hiện tại một số hộ không có hàng để bán. Hiện tại có gần 100 hộ theo nghề với hơn 300 lao động sản xuất quanh năm. Sản phẩm làm ra được tiêu thụ chủ yếu ở các thị trường như Campuchia, Long An và các huyện thị trong tỉnh. Hội thảo quốc tế 4G LTE 2017 diễn ra sáng nay tại Hà Nội với chủ đề Phát triển đa dạng hóa dịch vụ 4G LTE nhằm mang lại chất lượng và hiệu quả cho tổ chức và người tiêu dùng. Hội thảo đề cập đến những cơ hội thách thức trong lộ trình xây dựng và phát triển mạng 4G LTE tại Việt Nam.
Năm 2017 được đánh giá là thời điểm triển khai mạnh mẽ mạng 4G LTE tại Việt Nam, sau khi ba nhà mạng lớn là VNPT, Mobifone và Viettel đều đã được cấp phép. Theo kế hoạch, VNPT sẽ đưa khoảng 15.000 trạm thu phát sóng 4G vào hoạt động, phủ sóng tất cả các khu vực trọng điểm tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Viettel cũng đã triển khai 36.000 trạm thu phát sóng, phủ sóng đến 95% dân số. Mobifone cũng đã xây dựng được 4.500 trạm phát sóng 4G LTE và dự kiến con số này sẽ là 30.000 trạm trong giai đoạn 2017-2018. Việc triển khai 4G LTE sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng 4G. Công nghệ 4G LTE thì đem lại cái trải nghiệm Internet băng rộng di động thực sự đối với người dùng tại Việt Nam. Trước kia khi mà chúng ta dùng công nghệ 3G thì cái tốc độ nó còn rất nhiều hạn chế. Thế thì với công nghệ 4G LTE thì hiện nay thì công nghệ 4G đã đạt cái tốc độ gigabit, cho nên là có thể giúp cho các nhà mạng, các nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp nội dung đa dạng hóa các dịch vụ trên cái nền tảng 4G. Và đối với các doanh nghiệp thì cũng là tạo điều kiện cho họ thực hiện cái việc triển khai cái mô hình doanh nghiệp thông minh. Trong xu hướng 4.0 ấy thì nó có cái đặc điểm là thông minh hơn này, ảo hóa hơn này, kết nối không giới hạn này, rồi đặc biệt nhất là sự tương tác giữa các đối tượng, tập hợp các đối tượng không phải chỉ là con người với nhau mà với các cái đối tượng của thực thể trong môi trường sống và đặc biệt nhất là các đối tượng ảo. Thế thì với những cái đặc điểm đó thì rõ ràng là cái đòi hỏi một cái hạ tầng kết nối là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để thực hiện các quy định về quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông về các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền 4G LTE đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam buộc phải nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng, đồng thời đổi mới phương thức kinh doanh dịch vụ viễn thông. Bên cạnh đó, các nhà mạng cũng cần phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ liên quan tới cơ sở hạ tầng như nâng cấp hệ thống mạng lưới kỹ thuật, các đường truyền tốc độ cao, quản trị lưu lượng hiệu quả, cải tiến các phần mềm quản lý thuê bao, phát triển các thiết bị đầu cuối tương thích công nghệ 4G và bảo mật thông tin trên nền tảng 4G LTE. Thay vì tuổi trẻ Lâm Đồng cùng chung tay vì một màu xanh của quê hương là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Hàng trăm ngàn cây xanh được trồng mới, nhiều con kênh được khơi thông dòng chảy và bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh. Những tuyến đường sạch đẹp, không rác, không biển quảng cáo đều ghi dấu ấn của sức trẻ Lâm Đồng. Những người khoác trên mình màu áo xanh thanh niên cùng chung tay với mong ước quê hương cũng được khoác lên mình ngày càng nhiều những tấm áo xanh hơn, sạch hơn. Người dân Lâm Đồng vốn không xa lạ gì với hình ảnh những chiếc áo xanh trong các cuộc tổng vệ sinh, dọn dẹp, nơi sinh sống và tạo không gian xanh cho cộng đồng xung quanh vào các ngày Chủ nhật xanh. Với phương châm, ở đâu có rác là ở đó có đoàn viên, thanh niên. Những bóng áo xanh tỏa ra mọi nẻo đường, bắt tay vào những phần việc cụ thể, thu gom rác thải tại các trục đường chính, xóa bóc biển mẫu, quảng cáo, phát quang bụi rậm, nạo vét kinh mương nội đồng, thu gom chai lọ, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, phế thải nông nghiệp. Hàng năm chúng tôi có tổ chức các cái đợt ra quân bảo vệ môi trường, rồi triển khai trong đoàn viên thanh niên của khối trường học thực hiện các cái ngày thứ bảy Chủ nhật và Chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện, rồi thành lập các cái đội thanh niên bảo vệ môi trường. Chẳng trực thuộc tổ chức đoàn nào, nhưng những bạn trẻ này vẫn chung một tình yêu màu xanh quê hương, mong muốn giữ gìn và bảo vệ môi trường sống. Thế là cứ mỗi ngày cuối tuần, họ lại kiên nhẫn, cần mẫn, nhặt hết tất cả những gì do người dân cũng như du khách để lại xung quanh Hồ Xuân Hương và khu vực quảng trường Lâm Viên, để giúp trái tim của Đà Lạt ngày càng xanh, sạch, đẹp và thân thiện hơn. Khi tụi em ra đây vui chơi á, thì thấy mọi người ăn uống xong thì thấy vẫn để rác lại vậy đó. Mặc dù thùng rác cách họ chỉ có khoảng cỡ 10 mét hay 20 mét gì đó, họ vẫn không có ý thức họ bỏ vô thùng rác, họ dọn dẹp. Nên là tụi em cũng ý thức được rằng là mình cần phải bảo vệ cái môi trường đó là cũng nơi mình sinh sống á, để cho nó được sạch sẽ và là có nó cũng có ảnh hưởng tới sức khỏe của mỗi con người. Những mẫu giấy vụn, những chai nhựa hư hỏng tưởng là đồ bỏ đi, nhưng từ số tiền bán được, hàng trăm suất học bổng, suất cháo, suất cơm đã được các bạn trẻ trao tặng đến tận tay những mảnh đời khó khăn. Hoạt động này được Thành đoàn Đà Lạt mới triển khai gần một năm nay với tên gọi Ve Chai Yêu Thương. Với tinh thần không ngày khó, không ngày khổ, tuổi trẻ Đà Lạt đang cầm mẫn gom nhặt những yêu thương và truyền đi thông điệp lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Và còn nhiều hơn nữa những hành động đẹp của các bạn trẻ vì rất yêu màu xanh quê hương,
đã và đang ngày ngày lan tỏa tình yêu thương tới mọi người. Cái chương trình Ve Chai Tình Thương thì cũng được hưởng ứng rất là nhiều, mạnh mẽ các đơn vị từ các quán cà phê cũng như các quán ăn. Và đối với cái chương trình này thì các mạnh thường quân cũng biết được là trên thành phố Đà Lạt cũng còn rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn để cần giúp đỡ. Ví dụ như là chúng tôi vừa tổ chức cái chương trình cho 20 em trên địa bàn toàn tỉnh về cái tan máu bẩm sinh, cũng sử dụng từ cái nguồn quỹ của Ve Chai Tình Thương này. Hãy cùng chung tay bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại. Cuộc sống chỉ thực sự ý nghĩa khi chúng ta biết giữ gìn màu xanh của môi trường bên ngoài và màu xanh trong tim mình. Đó chính là thông điệp mà tuổi trẻ Lâm Đồng muốn gửi đến cộng đồng. Tin tưởng rằng hiệu quả từ những phong trào này sẽ góp phần nâng cao được nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, qua đó huy động được đông đảo lực lượng thanh thiếu niên tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị xanh sạch đẹp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.